Hello, xin chào các em Chào bạn Tô Quốc Khánh, Nguyễn Huy, Đức Huy Bạn Bùi Văn Phúc Bạn Thủy Tiên, Nguyễn Hùng Rất nhiều bạn đã vào và các bạn chào thầy Xin chào tất cả các em Hôm nay thì chúng ta có một cái đề tổng kiểm tra số 5 cái Thì cái đề này thì không cho chúng ta làm vào link điền đáp án Nhưng đây là một cái đề thầy mới soạn Và thầy thấy tương đối hay nên thầy chữa luôn là Tận dụng cái khoảng thời gian mà thầy chống thì Thầy sẽ chữa bài chúng ta À, bởi vì bây giờ thầy rất là bận, thầy còn phải dạy rất nhiều lớp học nên là cái khoảng thời gian mà thầy chống ra được thì thầy cố gắng thầy tận dụng để bồi dưỡng kiến thức cho 2 k năm các em. Nên cái đề này hôm qua thầy mới soạn nên là hôm qua thầy gửi cho các nhóm và hôm nay chúng ta chữa luôn cho nó máu. Rồi chào bạn Trịnh Viết Tiến, Nguyễn Sĩ Nghĩa, Thanh Giang, Thanh Phong Lê Đức Trung. Bạn uh, gì đây? Bạn Hoàng Đồng, Sử Thọ, Dung Vi Ngọc, Nguyễn Thành Đạt. Hello tất cả các em nhé, thầy đọc được tên bạn nào thì bạn đi vui của bạn nào mà chưa đọc tên thì chào lại thông cảm nhé. Chào bạn Trần Minh Quân. Thì trước khi đợi các bạn vào thì thầy giới thiệu qua, hiện nay là thầy đang có cái khóa thực chiến phòng thi luyện 100 đề. Thì cái khóa này bạn nào đăng ký thì sẽ được tặng thêm khóa chinh phục lý thuyết của thầy. Thì cái khóa này hai khóa em đăng ký chỉ có 149 000 thôi. Thì trong cái khóa luyện uh, luyện 100 đề ấy, thì chúng ta sẽ được học hơn 100 đề. Thì những cái đề này thầy đã quay video sẵn, đã có lời giải chi tiết, full đề và đáp án chi tiết và video chữa từng bài. Thì nếu mà đến thời điểm này mà em chỉ cần tập trung học luyện đề và luyện theo lý thuyết thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng điểm số rất là tốt. Bạn nào có nhu cầu học thì chúng ta có thể inbox về e page để các anh chị tư vấn cho. Rồi, xin chào tất cả các bạn vào sau nhé. Thế bây giờ uh, chúng ta sẽ bắt đầu chữa luôn cái đề này nhé. Bạn nào uh, comment thì thầy sẽ đọc tên. Ok các em chưa? Chữa luôn em ơi. Nào câu 41, kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? Chắc chắn chúng ta phải chọn thầy natri rồi, đúng nha Natri là kim loại kiềm nên là dễ dàng phản ứng với nước. Câu 42, trong hợp chất CRO3 thì crom có mức độ bao nhiêu? Thì chắc chắn nó là dương 6. Câu 43, phương pháp nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu? Chúng ta chú ý thầy là cái nước cứng vĩnh cửu ấy thì chúng ta chỉ có thể dùng hóa chất là NA2CO3 hoặc NA3PO4. Ngoài ra ta có cách là trao đổi ion chứ còn cái đun sôi nước thì không phải. Đun sôi nước chỉ làm mềm nước cứng tạm thời thôi. Rồi, thầy đã nhìn thấy bạn Phạm Đức Hoàng Đồng, bạn Hải Minh, bạn Nguyễn Văn Huân, Dương Mai, Nguyễn Phương, Quản Trang. Đấy, Uh, rất nhiều bạn nữa đã comment chính xác các bạn khác nào tiếp tục tiếp, tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 44 nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như thủy ngân 2 cộng trì 2 cộng sắt 3 cộng để xử lý sơ bộ những anh này ta nên dùng ba mà chi phí thấp là phải dùng nước vôi trong câu 44 đã án D được chưa câu số 45 chất nào sau đây không có tính lưỡng tính thì chúng ta chú ý cho thầy là cái đáp án A anh này nó là ba còn muối amoni hay là muối hydrocarbonat hoặc là aminoxit đều là chất lượng tính. Câu 45 đáp án A, được chưa? Rồi câu số 46, thí nghiệm nào xảy ra xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa thì muốn có ăn mòn điện hóa ta phải có hỗn hợp kim loại. Ở đây thầy chữa nhanh nhé, nhưng phải tiếp xúc với nhau và tiếp xúc môi trường điện ly. Ta phải chọn cho thầy phương án D, đó là tôi có một pin là pin kẽm đồng, kẽm cực âm, đồng cực dương. Câu A của mình ấy, thì khí cờ lo nó không phải là môi trường điện ly. Nếu mà tôi để dây thép trong không khí ẩm thì nó có ăn mòn điện hóa. Nhưng ở đây nó là khí cờ lo, không phải môi trường điện ly nên không phải. Câu B chỉ có hóa học và câu C cũng chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Tóm lại 46 đáp D, được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn Vũ Phương, Nguyễn Huy, bạn Thanh Giang, Dương Mai, Hoàng Đồng, rất nhiều bạn nữa tiếp tục. Câu 47, kali nitrat thì công thức là gì? Đáp B. Ta chữa nhanh nhé, bởi vì tí nữa thầy Đức thầy livestream. À, thầy Đức tí nữa livestream đề toán, chúng ta sẽ chữa nhanh cố gắng kết thúc tầm 9 giờ. Câu 48 có thể gọi tên este này là gì? Đây chính là chiolein. 48 đáp án A. 49 kim loại sắt phản ứng với anh nào sau đây tạo ra muối sắt 2 thì chúng ta chú ý cho thầy này sắt mà phản ứng với HNO3 đặc nóng dư thì nó sẽ lên được muối sắt 3 đúng nhỉ đấy tương tự thế sắt mà cộng với axit sẽ đặc nóng dư thì nó cũng sẽ lên được muối sắt 3 nhưng riêng phản ứng với đồng sunfat phát ấy, thì nó sẽ biến thành FeSO4 và Cu nhé anh này cộng với Fe sản phẩm của chúng ta nó là FeSO4 và Cu nên chốt lại ta chọn phương án D còn câu C là không phản ứng từ đầu rồi vứt ngay từ đầu thôi câu 49 đáng của mình là đáp án D Câu 50, trường hợp nào sau đây thu được nát chi? Muốn thu được nát chi, ta phải điện phân nóng chảy. Ta phải điện phân nóng chảy gì? NACL hoặc NAOH. Câu 50 đán B các em nhé. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 51. Câu 51 thì đề bài nó hỏi em đó là ở nhiệt độ thường kim loại nhôm tan hoàn toàn trong anh nào? Thì nó tan trong NaOH để tạo ra NaLO2, đúng chưa? Tạo ra NaLO2. Câu số 52, tin format có công thức hóa học là gì? tin format chắc chắn ta chọn thầy phương án B, để chưa? Câu số 53, các polyhydrat nào sau đây thủy phân trong môi trường axit được hai sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn thầy saccharose. Anh này tạo ra được một alpha glucose và một beta fructose. Ha, anh này là hai sản phẩm các em nhé. Hai sản phẩm khác nhau, được chưa? Câu... câu số 54, chúng ta sẽ chọn cho thầy 53, ta chọn thầy phương án của mình đó là phương án C. Tiếp tục ta sang thầy câu số 54, nó hỏi dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3 Em để ý thầy là cái al o ấy, nó là một chất lưỡng tính thì nó sẽ tan được trong HCl. Nên câu 54 các em chọn thầy phương án của mình. Đó chính là phương án C. Được chưa? 55. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Độ cứng lớn nhất chính là chrome. Đúng nha. 55 án B. Rồi xin cảm ơn bạn Vũ Phương, Hoàng Ngân, Phạm Quang Huy, Nguyễn Văn Việt, Thu Nguyệt. Bạn Đỗ Vi, bạn gì đây? Thanh Giang, Lâm Nam, Thu Nguyệt, Sĩ Nghĩa. Đấy, rất nhiều bạn nữa, bạn Đức Huy, các bạn comment rất nhiệt tình Tiếp tục sang thầy câu số 56 Amin nào là amin bậc 2? Amin bậc 2 chắc chắn ta chọn phương án D rồi. Công thức amin bậc 2 là RNHR phẩy. Câu số 53, kim loại 57, kim loại nào sau đây tác dụng với axit loãng giải phóng khí hiro thì ta phải chọn kim loại magie. 58, trong phản ứng của canxi với oxy thì một nguyên tử canxi nhường mấy e? Canxi thuộc nhóm 2A thì nó chỉ có thể nhường 2E thôi. Đáp D nhé. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu 59, công thức của glycerol là gì? Glycerol thì quá nổi tiếng rồi, C3H5OH3 lần thì chúng ta thu gọn thành C3H8O3. 59 án B 60 nào 60 chúng ta viết thầy sơ đồ như sau này Fe2O3 dẫn CO qua tôi thu được Fe. Fe thì bây giờ nó HC nó phản ứng với HCl thì Hiro nó là 0.2 mol thì sắt nó cũng phản ứng với HCl sinh ra được 1 Hiro. Vậy thì anh này là 0.2 mol. Đúng nhỉ Thì anh này là 0.1 nên chúng ta bấm thầy là 16 g. 60 đáp của mình là đáp án B. Rồi xin cảm ơn Duy Nam, Đỗ Vi Dung, Vi Ngọc Nguyễn Huy, bạn Triệu Nguyễn Quốc Đạt à Thanh Giang Đấy, rất nhiều bạn nữa Thanh Thảo Đức Huy. Ok các em. Câu 61 phát biểu nào sau đây đúng? Thứ nhất nó bảo em là trùng ngưng metin krilat, thì tôi thu được polymetin krilat. Câu này thì chắc chắn là câu sai, phải là trùng hợp nhé. Trùng hợp thì tôi mới thu được polymetin krilat. Tiếp theo nó bảo em là cao su thiên nhiên có thành phần chính là polybutadiene -si, Phải là polyisoprene và nó là mủ cây cao su, được chưa? Mủ cây cao su. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu số Câu C thì nó bảo em là tơ acetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp là sai. Tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp. Nhân tạo nhé. Câu D tinh bột là polymer thiên nhiên. Tóm lại câu 61 chúng ta chọn thầy phương án D. Được chưa? Thầy vừa mới cắt tóc hay sao đẹp trai vậy? Đúng rồi đấy. Thầy rất là bận. Và hôm nay thầy phải tận dụng 12 giờ trưa thầy đi cắt tóc vậy. Câu số 62 đốt cháy hoàn toàn amon amin x đơn chức bậc 2. Tôi thu được CO2 nước nitơ vân vân Cấu tạo thì dễ quá. Nitơ là 0,05 mol thì amin của mình nó là 0,1 mol vì mình, bảo toàn nguyên tố nitơ. CO2 là 0,2 thì chúng ta có ngay là số carbon nó sẽ bằng 2 carbon đúng không? Vậy chúng ta có ngay là NC thì bằng 0,2, N của X nó bằng 0,1. Từ đây ta suy thầy là X có 2 carbon. X có 2 carbon thì nó có thể có hai đồng phân là etinamin hoặc là dimetinamin. Nhưng chúng ta phải đọc kỹ đề bài nhé. Đề bài nó hỏi anh này bậc 2 thì chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình là phương án A. 62 đoán A. Rồi xin cảm ơn bạn Quảng Trang, Trần Minh, Nguyễn Huy, Nguyễn Văn Việt, Phạm Lê Thành Đạt, Lâm Nam, Đỗ Vi Đấy, Trần Minh, rất nhiều bạn nữa, rất tốt Tiếp tục sang thầy câu số 63 Nào, 63 thì các bôi rát khi đốt cháy ấy, thì oxy luôn bằng CO2 Oxy là 0,3 thì CO2 nó là 0,3 mol Được chưa? Vậy thì chúng ta muốn tính nước ta chỉ cần bấm bảo toàn khối lượng M ta lấy 8,64 cộng với 32 x 0,3 trừ 44 x 0,3 cái câu 63 em tự bấm thầy nhé án của mình nó bằng 5,04 gam Mà cái bài này nó rất là dễ Đáp A 63 là A Được chưa? 64 64 thì em phải chú ý thêm một cái rất quan trọng này Chú ý là Nó bảo là no đưa trước mạch hở Thì công thức của nó nhé Thôi tôi giờ chả cần phải chú ý đâu Em ghi luôn cho thầy là công thức phân tử no đưa trước mạch hở là CNH2NO2 Thầy định ghi chú ý là bắt các bạn phải thuộc công thức này Sau đó ta đốt cháy với oxy này Sản phẩm nó sẽ là NCO2 Và N nước thì cân bằng phương trình ta sẽ có đây là 2n cộng 1n thì anh này sẽ là 3n 2 chia 2. Anh này là 0, ,0... à, CO oxy bằng nước này. Oxy bằng nước thì chúng ta sẽ có ngay mối quan hệ là 3n 2 trên 2 thì bằng n. Giải phương trình thì n nó bằng 2. Vậy thì công thức phân tử là C2H4O2. Vậy thì công thức cấu tạo của nó chính là HCO CH3. Thì muối của chúng ta nó sẽ là HCOK đúng không? Thầy chữa tương đối nhanh nhé. Anh này là 0,1. Thì anh này của chúng ta nó là 0,1 mol. Do đó chúng ta nhân thầy với 84 Thì câu 64 đáp án của mình là đáp án B Rồi các bạn làm rất tốt 65 Nó hỏi em là polysaccharide x là chất rắn vô định hình Thì nhắc các em này Tinh bột là chất rắn vô định hình nhé Còn cellulose là chất rắn không màu Ở thầy gì đó chất rắn dạng sợi màu trắng Tinh bột là chất rắn vô định hình màu trắng Còn cellulose là chất rắn dạng sợi màu trắng Được chưa? Vậy thì x của mình chính là tinh bột Mà thủy phân tinh bột thì y chính là glucose phát biểu nào sau như đúng x dễ tan trong nước lạnh là sai tinh bột không tan trong nước lạnh thứ hai y tác dụng hiệu tạo thành số bít tôn đúng đúng không đấy câu c nó bảo x trắng bạc là sai phải là y trắng bạc mới đúng phân tử khối của y là 162 là sai 180 câu 65 đáng của mình đán b rồi bạn hoàng như quỳnh bạn trần minh đỗ vi sĩ nghĩa đức huy đấy bạn nguyễn phan hoàng à tạ đức mạnh dung vi ngọc đức thể đỗ duy nam rất nhiều bạn đã comment rất tốt tiếp tục sang thầy câu số 66 nó hỏi em là số dung dịch phản ứng với FeNO3 hai lần Thì chúng ta thấy ngay anh này có H cộng này Vì sao nó phản ứng thì chúng ta để ý nhé Fe2 cộng cộng với H cộng và NO3 trừ Đây này, trong đây nó có NO3 trừ Thì sắt 2 cộng mà gặp H cộng NO3 trừ thì chắc chắn lên sắt 3 Giải phóng khí NO và nước Đúng không? Có một phương trình đấy Rất nhiều bạn không để ý đâu Chất này có phản ứng này AgNO3 chắc chắn có NaH chắc chắn có Chúng ta biết là AgNO3 thì mình có phản ứng là Ag cộng Cộng Fe2 cộng thì nó sẽ ô xóa lên sắt 3 cộng cộng với AG đúng chưa còn Fe2 cộng mà ta gặp OH trừ thì chắc chắn tạo ra kết tủa FeOH 2 lần do đó là chúng ta sẽ chọn thầy bài này ba cái nhé trừ NaCl 66 đoán của mình đó chính là đáp án B được chưa 66B thầy nhìn qua thì hầu như các bạn đều đúng chỉ có một vài bạn chọn C này đấy thì bạn nào chọn C xem lại thầy NaCl không phản ứng với FeNO3 hai lần lưu ý nhé Câu số 68 thực hiện phản ứng este hóa này thì este hai trước của chúng ta nó sẽ là gì nhỉ? Chúng ta vẽ thôi, CH3CO này gắn với ethylene glycol, đây chính là ethylene glycol. Vậy thì công thức phân tử nó là C6H10O4, 67 là án D. Được chưa? Câu này dễ. 68, thí nghiệm nào sau đây có sự tạo thành kết tủa thì chúng ta thấy ngay ngay như câu A là được như ngay này, bởi vì natri đầu tiên tác dụng với nước giải phóng khí hiro và OH trừ, OH trừ mà gặp CU2 cộng thì biến thành CuOH 2 lần kết tủa màu xanh lam. Đúng chưa? Câu A kết tủa. Câu B chỉ có khí CO2 thoát ra thôi. Ngoài ra nếu em viết nốt thì nó là K2SO4 cộng Na2SO4 cộng nước. Câu A nếu em viết nốt thì em sẽ viết cho thầy thành Na2SO4 nhé. Câu C thì nó chỉ là phản ứng trung hòa axit bazơ thì biến thành muối và nước thôi. Muối này là muối tan. Câu D của mình thì cũng biến thành muối tan là NaLO2 cộng với nước. Chốt lại là câu 68 đoạn A câu 69 thì câu này phải thử nào các em comment thì câu 69 nhé câu 69 ta phải thử thử kiểu gì thì bây giờ một cái kinh nghiệm sống còn đấy là em thấy ngay là nếu mà tôi cho hai thằng này kết tuổi đều n1 n2 đang bằng nhau này nhưng tôi cho ag nó 3 thì kết tuổi nó tăng hẳn lên là n3 nó bằng 4 lần n1 thì chúng ta thấy ngay ag nó 3 cả đời ta đi học ấy thì kết tuổi điển hình nhất của nó là agcl nên nếu ta thử thì ta thử đáp án nào có cửa lo đúng chưa đồng thời nó cũng một phản ứng rất quan trọng đó là ag cộng cộng với FE2 cộng thì biến thành FE3 cộng cộng AG. Nên cái kinh nghiệm thử ấy là chúng ta sẽ thử đáp án nào mà có sắt 2 cộng và có CL trừ nên ta thử đáp án D. Bây giờ ta kiểm tra đáp án D nhé. Tôi giả sử mỗi anh một mol thì bây giờ tôi xét luôn thí nghiệm số 3 này. Thí nghiệm số 3 thì tôi có hai kết tủa là AG cộng phản ứng với CL trừ nữa thì nó thành AgCl. Đúng chưa? Thì bây giờ tổng kết tủa của mình nhé, em để ý này. CL trừ của chúng ta đang là mấy mol? 1 mol này với 3 mol này thì đây là 3 mol này. Và AG thêm 1 mol nữa Vậy thì chúng ta sẽ có ngay là N3 thì nó sẽ bằng 4 mol. Đúng chưa? Trong khi đó thí nghiệm số 1. Thí nghiệm số 1 thì hai anh này chỉ có Fe2 cộng phản ứng với OH trừ thì nó biến thành FeOH 2 lần. Anh này 1 mol thì anh này cũng là 1, đây là N1. Tiếp tục đến thí nghiệm số 2 là tôi có Fe2 cộng mà gặp CO32 trừ thì kết tủa là FeCO3. Đây là 1 thì đây cũng là 1 thì đây là N2. Quá hợp lý, N1 bằng N2 và N3 bằng 4 lần N1. Nên bài này chúng ta sẽ chọn đáp án D. Được chưa nhỉ? Cái kinh nghiệm thử nó rất quan trọng. Phải thử thì mới làm được. Còn nếu mà em là ngồi em suy luận bài này thì đến chết. Nên là nếu mà em muốn làm bài này em phải làm rất nhiều bài tập rồi thì em mới có kinh nghiệm để em, em làm việc đó. Còn nếu mà em mà chưa có kinh nghiệm thì nói luôn này, đã gặp A G 3 em phải nhìn đáp án nào mà có nhiều cửa lo nhất. Đúng không? Đồng thời nên thử cái đáp án nào có sát hai cộng. Vì sát hai cộng nó gặp AG cộng nó sẽ có một cái cái tủa rất đặc biệt chương trình lớp 12 người ta học rồi. 69 đáp án của mình là đáp án D. Được chưa? Sang câu 70. Câu 70 thì nó bảo là để pha chế dung dịch chất chỉ thị phenol và taliin, người ta cân 0,1 gam phenol và hòa vào 100 ml ethanol vân vân cái đấy không quan trọng. Chúng ta đọc kỹ thầy mấy cái khoảng đổi màu này nhé. Chúng ta đọc kỹ thầy cái đoạn đầu tiên này. Bây giờ ý đề bài là gì? Em đọc đề bài một hơi mà hồi nhưng mà ý đề bài của nó là khi tôi trộn hai dung dịch này lại với nhau thì tôi được dung dịch có pH bằng bao nhiêu và pH bằng bao nhiêu thì tôi soi với cái dòng bên trên để tôi biết là cái phenol và đổi sang màu gì, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng thầy tính nhé. Chúng ta có ngay này, số mol HNO3 là số mol H cộng thì nó bằng 0,005 mol. Chúng ta lấy 100 ml nhân với 0,05 m, đúng không? Tiếp tục này, chúng ta có số mol OH trừ bằng bao nhiêu? Em để ý này, pH bằng 12 thì có nghĩa là POH lấy 14 trừ đi 2 nó bằng 2. Hay nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 2. Vậy thì tôi lấy thể tích dung dịch là 0,6 này nhân với 10 mũ trừ 2 thì anh này bằng 0,006 mol. Vậy thì tôi có OH trừ nhiều hơn H cộng thì chúng ta sẽ có ngay số mol OH trừ dư. OH trừ dư ta lấy 0,006 trừ đi 0,005 thì nó bằng 0.001 mol. Đây là số mol OH trừ dư. Đúng không? Thể tích sau khi trộn lại là 700 ml, từ đó chúng ta sẽ tính thầy là nồng độ ion OH trừ dư nó bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy cho thầy là 0.001 chia 0,7 Đúng không? Từ đó chúng ta bấm thầy là POH bằng bao nhiêu nhé? Em sẽ bấm cho thầy là trừ logarit cơ số 10 của của anh nào? của cái anh 0,001 chia cho 0,7 thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 2,84. POH bằng 2,84 từ đó chúng ta sẽ suy thấy pH em lấy 14 trừ đi. Đúng không? 14 trừ answer thì nó bằng 11,15. 11,15 thì nó sẽ có màu tím sen vì dung dịch có pH lớn 9,8. Chúng ta đọc này. Với dung dịch có pH lớn hơn 9,8 thì cái này sẽ có màu tím sen. Đúng chưa nhỉ? Thì cái câu 70 thực ra nó chỉ là câu tính pH sử dụng kiến thức lớp 11. Nhưng mà tâm lý chung của các em ấy, là khi đọc đề bài mà nó dài ấy, là chúng ta sợ thì chúng ta không dám làm. Câu 70 những bạn nào chọn C là thiên thần được chưa? Những bạn chọn C gồm có Vũ Phương, được chưa? Đức thể Nguyễn Thành Đạt Lâm Nam. Rồi, gì nữa đây? Ôi, ít bạn chọn C thế. Các bạn khác comment lại cả nhé. Rồi, thêm bạn Nguyễn Huy này, bạn gì nữa đây? u được có mấy bạn. Rồi, tiếp theo nào câu 70 nhiều ông sợ, ông sợ không dám làm chứ nó nó có gì đâu nhỉ? Nó rất là dễ. Câu 71 À, Nguyễn Huy rồi, ok. Câu 71. À, đây bạn là Nguyễn Thành Đạt là sai trí tử ấy này. OH nó không phải 012M này, em sai trí tử rồi. Em nhớ này, sau này nó lừa em NaOH hay CaOH 2 lần, mấy lần không quan trọng. Quan trọng nhất là cho pH bằng 12 hay nói cách khác. Đây là nó cho em nồng độ OH là nó bằng 10 mũ trừ 2M rồi nhé. Nó là 01 m Trừ khi nó cho là CaOH 2 lần là 1 mol đấy. Nó cho anh này 1 mol thì OH nó mới là 2 mol. Còn ở đây nó cho em dung dịch của mình nó không thể nó không thích cho xeo nên thì nó cho NaOH được chưa thì pH bằng 12 hay là cách khác nào nồng độ trừ luôn luôn là 10 mũ trừ 2 m còn nếu mà em từ cái OH trừ này em mà tính ra cái o này là em mới chia đôi ra để chưa cái này em bị nhầm nhé rất nhiều bạn nhầm những kiến thức rất tai hại như thế đấy là cái lỗi sai trí tử của chúng ta đấy tiếp theo câu 71 câu 71 thì nó cho em đó là cái chất naoh 2 cộng xe nước thì cái này quá nổi tiếng rồi x của mình chắc chắn là NaHCO3 nếu x là NaHCO3 cộng với y thì y đây chắc chắn là sẽ OH lần rồi đúng không? Thì thành kết tủa và chất Z. Ở đây tỷ lệ 2 chia 1 chất Z nó sẽ là Na2CO3. Còn nếu mà tỷ lệ 1 1 thì NaHCO3 cộng CaOH 2 lần thì kết tủa của chúng ta nó là CaCO3 cộng với chất T. Chất T mình ta để ý này, anh này có 1 natri và anh này có 2 OH trừ thì mỗi OH trừ nó vẫn phải còn dư thì nó biến thành NaOH, đúng chưa? Đó. Vậy thì nó hỏi chất T với chất Z. Z là Na2CO3. À nó hỏi Y với lại T à? I là CaOH hai lần và T là NaOH nên câu 71 chúng ta sẽ chọn thầy phương án A được chưa? 71 đáp án A rất nhiều bạn đã chọn A bạn Nguyễn Văn Việt Phạm Quang Huy Đỗ Duy Nam bạn gì đây Bảo Bảnh Bao Tô Quốc Khánh Hải Minh Nguyễn Sĩ Nghĩa OK câu số 72 số thí nghiệm có cả kết tủa cả khí thì cái thí nghiệm đầu tiên của mình ấy anh này nó có H cộng đóng vai trò như axit sulfuric vậy thì nó phản ứng với HCO3 trừ có khí CO2 phản ứng với bari 2 cộng có kết tủa bari sulfat câu A được Câu B thì nó bảo em đó là cho NaH vào đây thì nó chỉ tạo ra kết tủa là CaCO3 thôi, không có khí. Sản phẩm đi kèm có thể là NaHCO3 hoặc là cái gì đó cộng với nước nhé. Câu B tại sao thầy nói hoặc là cái gì đó? Ví dụ nếu mà tỷ lệ 2 chia 1 thì nó sẽ tạo thành na 2 co 3 còn nếu mà 1 1 thành NaHCO3. Câu B không được. Câu C cho BaOH 2 lần vào đây thì nó có khí NH3 này, cái này có khí NH3. Đồng thời là có bari với carbonate thì nó biến thành kết tủa là BaCO3, được chưa? Câu C được. Câu D của chúng ta NH đặt cho vào NH4CL thì nó biến thành khí amoniac nhé. Nhưng mà kiềm dư thì nó không có cái tủa, kiềm dư không có cái tủa. Được chưa? Cộng NaLO2 cộng vân vân thì đây là chất tan chứ không phải cái tủa. Câu D không được. Câu E bari vào dung dịch thì bari sẽ ưu tiên tác dụng với nước để biến thành khí hiro Ngoài ra thì biến thành kiềm. Kiềm mà gặp anh CO2 thì nó còn thu được cả cả cái tủa, đúng không? Nhưng mà đồng thời có nơi 4 cộng thì có cả khí NH3 và kết tủa là BaCO3. Câu này được. Câu G. Câu G của chúng ta thì nó bảo em đó là cho hỗn hợp này vào nước thì nó chỉ có khí hiro thôi, biến thành NaLO2 cộng với khí hiro. Anh này là chất tan nên không được tính. Chốt lại là chúng ta chỉ có 3 thí nghiệm thôi. 72 các em chọn thầy phương án của mình đó chính là phương án B. để chưa? Rồi, rất nhiều bạn đã chọn B nhé. Bạn tạ Đức Mạnh này. Dương Mai trịnh hiếu nhẹ nhàng chọn B ok, Nguyễn Sĩ Nghĩa, Hải Minh các bạn làm rất tốt. Tiếp tục sang câu số 73. Câu 73 nó bảo đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chất béo P thu được CO2 với nước. Mặt khác nếu đem hỗn hợp P tác dụng brom thì brom phản ứng tối đa là 0,065 mol. Biết rằng thủy phân hỗn hợp này thì tôi thu được các muối đều công thức là C17Hx. Vậy thì vì các muối đều có dạng này nên là công thức anh này là C17H3 chấm gì đó, Hx đi. CO tất cả 3 lần C3H5 thì anh này nó tất cả nó có 57 carbon nên khi đốt cháy á, khi đốt cháy nó sẽ thu được 57 CO2. Được chưa? CO2 là 1,425 thì anh này bao nhiêu nhé. Tôi bấm 1,425 chia 57 thì nó bằng 0,025, 0,025 mol, được chưa? Anh này là 0,025 mol thì bây giờ ta có rất nhiều cách để ta làm. Một là em dùng đồng đẳng hóa, hai là em dùng cái công thức đốt cháy nổi tiếng của thầy trọng ấy, đó là số mol CO2 trừ đi số mol nước thì nó bằng gì? bằng số mol của liên kết pi trừ đi số mol của hỗn hợp. Đúng chưa? Em thay số nhé. Tôi có CO2 là 1,425 này, trừ đi nước là ẩn A thì bằng số mol liên kết pi. Liên kết pi của bài này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở nhóm CO, nằm ở brom. Brom nó phản ứng với chỗ nối đôi ở gốc hydrocarbon này. Còn cái nhóm CO thì hiển nhiên có liên kết pi và trừ đi N hỗn hợp là N hỗn hợp tôi thay vào đây. Em thay số tiếp này. 1,425 trừ đi A thì bằng brom. Brom đây là 0,065 cộng với CO thì em để ý là trong đây là có 3 nhóm CO thì là 3 x 0,025 trừ đi hỗn hợp là 0,025 đúng chưa bây giờ em thay số em bấm cho thầy đi em có là 1,425 ờ, gì nữa nha 1,425 cộng 0,025 trừ 3 x 0,025 trừ 0,065 thì A của mình nó bằng 1,31 A bằng 1,31 đáp án của mình là đáp án B rồi bài này đàn b thầy đang chữa giống hệt như kiểu là thầy đi thi thầy đi thi thì thầy cũng sẽ dùng cái bài này dùng công thức đốt cháy cho nó nhanh ở đây em không thích dùng công thức đốt cháy thì em dùng cái thầy đồng đẳng hóa nhé em làm đồng đẳng hóa em quy hết cho thầy thành hco 3 lần c 3 h 5 này ch 2 và h 2 em đặt ba ẩn để em tính hoặc em không thích đặt kiểu này em có thể để thành c 17 h 35 co 3 lần c 3 h 5 em quy hết về chất béo no và phần không no là trừ đi hydro em xử lý cũng rất nhanh được chưa đấy là cách số 3 này đây là cách số 2 này em dùng đồng đẳng hóa có thể dùng cách 2 hoặc dùng cách 3 đều được cách 3 tương đối nhanh nhé anh này là 0.025. để ý này để chờ. Vậy thì bây giờ Brom thì cái này bằng âm 0.065. nên từ đó chúng ta sẽ tính được, được nước rất là nhanh đây thầy thử làm cách số 3 đi cách số 3 chúng ta làm đồng đẳng hóa mình quy hết về chất béo no và phần không no mình sẽ trừ đi hero bây giờ nước nhé em để ý thầy là anh này là 110 hero đúng không là 55 nước này 55 nhân 025 và trừ đi 0,065 chúng ta thử xem cách 3 là có nhanh không nhé 55 nhân 0,025 trừ đi 0,065 thì nó cũng là 1,31 em thấy ngay cách rất tuyệt vời đó là đồng đẳng hóa đúng nhỉ em có thể ghi bài này thôi đây là cách một này em ghi thấy cách hai thôi đồng đẳng hóa đồng đẳng hóa có nhiều kiểu em thích làm kiểu này cũng được hoặc em làm cái kiểu lúc trước cũng được hiểu chưa đấy thì ta quy về cái này thì nó bấm còn nhanh hơn nữa đấy là câu 73 em thích làm cách nào thì tùy em nhé hoặc là em dùng đặc sản là thầy trọng nó cũng tự đốt cháy hai là em dùng đồng đẳng hóa cho nhanh rồi sang câu 74 một câu điện phân Câu điện phân này thì nó bảo em là điện phân dung dịch đồng sun phát với lại kali clorua tỷ lệ mol 1 chia 5. Với điện cực trơ mà ngăn xốp cường độ dòng điện là 2A. Sau 1930 giây, tôi xét 1930 giây đi. Thì tôi có ngay NE bằng bao nhiêu. Ở đây thì thầy nhẩm qua nó là 0.4 nhé. NE khoảng 4 Những cái này thì thầy quen rồi. Nên là thầy bấm nhiều rồi. Bây giờ nó bảo này, sau khi tôi điện phân xong tôi thu được hỗn hợp khí hiro với cờ lo. Ở đây thầy viết cho các bạn cơ chế ra góc này nhé. Bên ca tốt của mình là CU2 cộng nhận 2E về CU này. Đấy, sau đó là nước. Nhận 2E biến thành 2OH trừ và hydro. Đây là cơ chế bên ca tốt này. Được chưa? Bên A thì đầu tiên là CL trừ biến thành CL2 nhường 2E. Sau đó là đến nước. Biến thành 4H cộng cộng oxy cộng 4E. Cái này thì chúng ta học rồi. Đúng không? Ô, cái này nó bị chạm vào cái bên cạnh. Rồi, ok. Thì em nào mà học rồi thì em nhớ thầy công thức tính E các điện cực nhé hai lần số mol đồng cộng hai lần hiro bên anot nó bằng hai lần cờ lo và bốn lần oxy những cái lần mà thầy chữa điện phân bảng biểu thầy nói các bạn suốt cái công thức này rồi em nào mà chưa học thì xem lại thầy cái video đó được chưa đấy là cơ chế điện phân bây giờ mình quay trở lại này Ne bằng khổng 4, bà này nó nói rõ là tôi có hai khí này hero với cờ lo, có tỷ khối so với hero là 24. Bây giờ chúng ta sẽ có ngay là ca tốt nó có gì? Ca tốt thì nó có hai anh là anh Cu và anh hero. Anode nốt thì nó chỉ có anh cờ lo thôi. Đúng chưa? Thế giờ tôi sẽ đặt CU bằng A đi. Đặt hero bằng B luôn là nhanh. Vậy tôi có ngay phương trình là 2A cộng 2B thì bằng 0,04. Đấy là phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai nó bảo em này. Ở đây là cờ lo thì chúng ta sẽ bảo toàn E nhé. Cờ lo bằng một nửa số E trao đổi thì nó là 0,02. Đúng chưa? Mà nó bảo em là hero với cờ lo tỷ khối do H2 là 24. Thì chúng ta làm ngay cái đường chéo này. 2 này, 71 này. Ở giữa 48. Đúng chưa? Anh này sẽ là 46. 71 trừ 48 thì còn 23. Thế tỷ lệ 1 phần 2. Từ đó chúng ta sẽ có B. Thì sẽ chia cho 0,02. Thì bằng 1 phần 2. Được chưa? Thôi cơ chế để xóa nhé. Các em tự thuộc rồi. Từ đó chúng ta sẽ có ngay B. Nó sẽ bằng 0,01. Do đó A cũng sẽ bằng 0,01. Đúng chưa? Tôi tính được hết A, B khoảng 1 rồi. Mà tôi đã có A. Thì tôi tính được cái gì? thì tôi sẽ tính tiếp cho các bạn đó là đồng sun phát nó chính là số mon đồng ban đầu đúng không là 0,01 nha tôi đã tính được đồng sun phát trước rồi đấy là mình đã tính được một chất đồng sun phát một vậy thì kcl là gấp 5 lần lên suy ra cho thầy là kcl thì bằng 0,05 đấy là từ cái cơ chế ở bước đầu tiên tôi tính được số mon của hai chất này các em theo dõi kỹ nhá mấy cái bài điện phân này bài tập điểm 10 làm hơi lâu đấy rồi thế bây giờ tôi sẽ xét tiếp là xét tê dày thì bây giờ thầy bày cho các bạn này. Nếu bây giờ thầy cũng giống như các em thôi, thầy là thí sinh trong phòng thi chẳng hạn thì thầy làm thế nào? Thì trước tiên thầy nhìn qua bốn đáp án này, chúng ta nhìn thấy ngay cái đáp án là 4825 giây, 3860 giây, 2895 giây và 5790 giây. Một cái khoảng thời gian rất là lớn. Vì 1930 giây nhé, Thì đấy là ở thí nghiệm đầu tiên, nhưng mà đáp án của chúng ta đây ít nhất là toàn thì gấp đôi hoặc là gấp ba so với 1930 giây vậy thì lúc này NE nó sẽ rất là lớn nên chúng ta sẽ mạnh dạn viết luôn là ca tốt thì kiểu gì cũng có đồng với hero rồi nhưng mà mấu chốt là anode nó có gì thì chúng ta mạnh dạn cho luôn anode nó có cờ lo với oxy được chưa em cứ đặt ẩn vào đây nếu mà không ra thì chúng ta sẽ quay trở lại ta xét lại đúng không ở đây cái mấu chốt là thầy trò chúng ta là mạnh dạn đặt nó có oxy ở anode đáng lẽ là chúng ta phải chứng minh là có oxy bằng cách là ta giả sử là oxy chưa có thì ta xem cái dung dịch giảm nó có đạt mức độ này hay không thì lúc đó chúng ta mình suy là nó có nhưng mà chúng ta toàn người thông minh thôi và phòng thi thằng ngu nào đi ngồi chia trường hợp như thế chúng ta phải dùng cái sự gì ấy, nhạy bén của mình để chúng ta sẽ xét uh, luôn cái trường hợp này anode có oxy bằng cách em nhìn qua bốn đáp án trước các đáp án này thời gian điện phân toàn gấp đôi hoặc gấp ba thì chúng ta thấy NE trao đổi là sẽ rất là lớn đúng chưa thế bây giờ ta có đồng đã thoát ra hết là 0,01 đúng nha 0.01 Hero bây giờ thì chúng ta chưa biết thì ta đặt cho thầy ẩn ở đây nhé. Hero ta đặt là U đi. Cờ lo của mình thì mình bảo toàn nguyên tố cờ lo KCL là 05 Thì CL2 của mình nó là 0,025 Đúng chưa? Anh này tôi đặt là V Thì tôi đi bảo toàn E là phương trình đầu tiên Bảo toàn E thì E bên K tốt là hai lần của đồng là 01 Cộng 2 lần hero là 2U Thì bằng hai lần của cờ lo là 0,025 Cộng với 4V Em ơi em nào có máy tính bấm luôn giúp thầy để đỡ mất công thầy bấm nhé Đấy Và phương trình thứ hai nữa nó bảo em là dung dịch giảm là 2,715 M dung dịch giảm thì nó bằng m đồng kết tủa cộng với ba cái khí này bay đi thì chúng ta sẽ bấm luôn thành là 64 nhân 0,01 cộng 2 u cộng 71 nhân 0,025 cộng 32 v và nó bằng 2,715 được chưa? Ô đã có mấy bạn comment đây rất tuyệt vời, may quá. Ờ, có Đỗ Di Nam, Nena đều bấm cho thầy một cái quả rất tuyệt vời Cảm ơn hai em nhé U nó bằng 0,03 Và V nó bằng 0,0075 à? Số bé thế được chưa? Điện phân này rất dễ thôi em ạ. Em nào mà chưa học điện phân kỹ ấy, thì em lên kênh YouTube của thầy có cái bài video đồ thị điện phân hay là điện phân vận dụng cao vân vân này chúng ta cứ cày mấy video đi, làm được hết mà. Bây giờ xong rồi cái gì nữa? Nó hỏi T dây à? Thì lúc này dễ quá. Vậy chúng ta có ngay là n trao đổi thì bằng 2 lần của 0.01 cộng 2u thì nó bằng 0.08 này thì bằng Y nhân t chia cho f. Chúng ta có T bao nhiêu nhá? bấm 0,08 x 96.500 chia cho 2 ampe thì nó bằng 3.860 giây. Thầy khuyên chúng ta này khi làm bài tập điện phân ấy, thì chúng ta phải dùng cái kinh nghiệm nó quan trọng hơn cái phương pháp bạn ạ. Cái kinh nghiệm rất quan trọng. Nếu em nào nhìn thầy chữa những bài tập điện phân bảng biểu đúng không? Bình thường em phải suy luận rất là phức tạp. Nhưng cái kinh nghiệm làm cho chúng ta biết là ví dụ T dây thì Ờ, bên anode nó có gì, tốt nó có gì, hai t dây thì như thế nào Chúng ta xem cho thầy những cái bài điện phân bảng biểu đấy nhá Rồi tiếp theo câu số 75 Nào câu 75 Câu 75 nó bảo em là phát biểu nào sau đây đúng Amylose là polymer mạch phân nhánh là sai, không phân nhánh Phải là amylopectin mới là mạch phân nhánh Em ghi thầy là không nhánh Tiếp theo nó bảo tinh bột trong cây xanh được tạo ra nhiều quá trình quang hợp, đúng Mỡ động vật dầu thực vật hầu như không tan trong nước và nhẹ nước, đúng Protein là hợp chất quan trọng trong thức ăn con người và nhiều loại động vật, hiển nhiên đúng. Đúng chưa? Tiếp theo là độ cồn 70 độ có tác dụng diệt virus nên được dùng để ngăn ngừa COVID-19, chính xác. Tóm lại, bài này chúng ta có 4 câu đúng. Câu 75 đáp B. Rồi xin cảm ơn bạn Đỗ Vi Đức Thể, Nguyễn Văn Việt, Đỗ Duy Nam. Rất nhiều bạn đã comment rất chính xác, tuyệt vời các em. Chúng ta tiếp tục sang thầy câu số 76. Wow, câu này thì đơn giản thôi. Câu này thầy nói các bạn này, chúng ta đọc đề bài nhé. Là tôi có khí thiên nhiên, chứa 85% metan, 10% etan, 2% nitơ, 3% carbonic. Biết rằng một mol metan đốt cháy tỏa ra 880 kJ, một mol etan đốt cháy tỏa ra 1560 kJ. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ gọi cho thầy đi. Số mol của X thì bằng X mol. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ suy thầy nhiệt lượng tỏa ra bằng bao nhiêu? Nhìn này. Trong X thì anh này chiếm 85% là 0,85X. Nhưng mà metan tỏa ra 880 kJ nhân 880 trên 1 mol này. Cộng với anh này là 10% là 0,1x nhân với nhiệt lượng nó tỏa ra là 1560 kJ. Đây là tổng nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy khí thiên nhiên. Đúng không? Nhưng mà chúng ta đọc tiếp đề bài này. Bây giờ nó bảo em tiếp nhé là để nâng 1 ml nước thêm 1 độ C cần 1, cần 4,2 J. Giả thiết rằng nhiệt lượng tỏa ra của quá trình đốt cháy X dùng để làm nóng nước với hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80% thì ta tính như thầy nhiệt lượng thực tế để nâng nhiệt nước lên, đó là 80% của cái lượng nhiệt này. Thì nó bằng chúng ta đọc này. Cái này thầy nói rất nhiều lần trong các đề thầy chữa rồi. 1 ml nước để thêm một độ C cần 4,2 Joule vậy thì tôi có 10 lít nước thì nó là 10.000 10, ml đúng không? 10.000 10, ml. Thế bây giờ 1 lít 1 ml thì cần 4,2 Joule thì 10.000 tôi phải nhân với 4,2. Nhưng đấy là tôi thêm có một độ mà tôi đang cần thêm từ 20 đến 100 độ thì tôi phải nhân với 100 trừ 20. Nhưng làm thế này rất dễ bị nhầm. Chúng ta nhớ thầy là chúng ta phải đổi đơn vị. Vế trái của chúng ta đơn vị đang là kJ trong khi vé phải của chúng ta đơn vị là Jun thì mình phải đổi ra cùng một đơn vị em nhân cho thầy với cái này với 10 mũ trừ 3 nhé để đổi ra cùng đơn vị là kia em giải thầy phương trình này tìm x là kết thúc bài toán đây này bấm máy này đợi, đợi thầy bấm nhé 10.000 này nhân với 4,2 nhân 80 nhân 10 mũ trừ 3 bằng này chia cho 80 chia cho mở ngoặc 0,85 x 880 cộng 0,1 x 1560 bằng 4,646 Chả biết đúng không? 4,646 mol Do đó chúng ta tính cho thầy thể tích Nó sẽ bằng Nhân 22,4 Hy vọng có kết quả 104,07 Ok đán D luôn 104,07 lít Câu 76 đán D Được chưa? Đấy Những bạn nào mà chưa học kỹ cái dạng này á Em cứ lên kênh youtube của thầy Có cái chủ đề là bài tập thực tế Nhá bài tập thực tế thầy đã chữa rất nhiều bài như thế này rồi đúng không ở đây thầy làm tắt thôi chúng ta nghe giảng là chúng ta hiểu rồi xin cảm ơn bạn Trần Minh Bảo Bảnh Bao đấy bạn gì đây Tô Quốc Khánh Đức Thể Nguyễn Huy rất nhiều bạn nữa rất tốt tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 77 câu 77 nó cho em 14,8 gam ma với sắt thì hình như thầy có ghi đây có con số trước khi thầy chữa ông ta cái này nó là 0,15 cái này nó là 0,2 thì cái chuyện bấm số mon không biết bấm thì xin mời các bạn về đi cày ruộng Đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn nhé Đây HCL ghi luôn là 0 này Chúng ta nhìn thấy sơ đồ là tôi có maze sắt Tôi đốt trong oxy Được chưa? Oxy với cờ lo Thì tôi thu được hỗn hợp Y là 28.475 gram Chỗ này nó là 14.8 gram Y của mình nó gồm gì? Gồm có maze sắt Oxy với cờ lo Bây giờ nó bảo là tôi cho tiếp vào HCL là 0,6 mol thì sản phẩm của tôi có gì? Ở đây em để ý này nó nó chỉ có oxit với muối thì sản phẩm của nó chỉ có nước thôi và các cái muối clorua đúng không? Mage sắt với CL luôn viết cho nó nhanh. Nhưng mà trong đây có thể có cả sắt 2, sắt 3 đúng nha. Chúng ta sẽ viết hết ion đi nhé, viết thành ion đi. Chúng ta có Mage 2 cộng này, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng, CL trừ HCL đây là vừa đủ đúng không? Không có dư. Tôi cho AGNO3 vào thì tôi được hai kết tủa điển hình là AGCL và AG. Đấy là cái sơ đồ bài toán ở đây. Thế bây giờ xử lý cái sơ đồ bài toán đây kiểu gì? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là HCL là 0,6 thì nước của mình nó sẽ là 0,3. Đây là mình bảo toàn hydro. Nước là 0.3. vậy thì chúng ta sẽ suy ngay cho thầy ngược lại là bảo toàn oxy. Thì cái thằng O2 đây này thì nó sẽ bằng 0,15 hoặc sau này em học thấy lâu thì em nhớ thầy HCl gấp 4 lần oxy phân tử để cho HCl 0,6 thì oxy phân tử 0,15 đến đây thì chúng ta chỉ cần bảo toàn khối lượng em nào bấm hộ thầy bảo toàn khối lượng thì cờ lo bao nhiêu em bấm 24,875 trừ đi 14,8 chia 71 28,475 trừ 14,8 chia trừ tiếp oxy nhé à, từ từ answer trừ đi 0,15 x 32 chia 71 thì cờ lo mình nó bằng 0,125 đúng không em ơi 0,125 rồi 0,125 mon cảm ơn bạn lên nè thế bây giờ chúng ta thấy ngay là cái CL đây nó là 0,25 thì AGCL đây của chúng ta bảo toàn cờ lo là 0,6 với 0,25 nó bằng 0,85 làm thế nào tính được AG thì thầy khuyên chúng ta là chúng ta đừng có mà ngồi mà chúng ta tính mấy cái bảo toàn điện tích làm gì chúng ta chỉ cần bảo toàn e một phát từ đầu đến cuối luôn Em thử bảo toàn e từ đầu đến cuối thầy nhé. Từ đầu đến cuối nó nó cho 2E là dây là cho 2 e là hai lần của 0,15 này. Sắt từ đầu cuối nó cho 3 e. Bởi vì khi tôi cho vào ag nó 3 thì sắt hai nó lên hết sắt 3 Vậy thì sắt cuối cùng nó cho 3 e là 3 nhân 0,2. Đây là tổng e cho. Bằng e nhận. E nhận thì chúng ta có ngay giai đoạn đầu tiên là oxy phân tử nhận là 4 lần oxy phân tử là 4 lần khoảng 15. Cl2 thì là 2 e đúng không? 2 lần của 0,125. Và đặc biệt, e nhận ở giai đoạn đằng sau là từ ag cộng với ag là 1 lần ag nữa em sẽ suy ngay thầy số mol Ag nó bằng bao nhiêu. Bấm máy vào nhanh. Nhẩm mồm nhé. 3 nhân 0.15 là 0 3. 2 của 0.15, 0 này. Với 0,6 6 0,9. 9 0 9, trừ đi 0.6 thì còn 0.3. 3 mà trừ đi 0,25 thì Ag nó bằng 0,05. 05 Đấy thầy nhẩm mồm em ơi. Thầy mà nhẩm bậy chết 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 đấy. Thầy anh này là 0,05 nhé. Bây giờ nó hỏi mờ à, bấm luôn. Em ơi em kiểm tra giúp thầy đi bởi vì đây thầy toàn tính một mình thôi. Thầy tính cẩn thận tính bậy đẹp trai nhưng mà tính bậy đấy. Rồi, 127,375. 127,375 gram. Thế là gần nhất là đáp án D. Ấu cày okay chưa? Rồi, xin cảm ơn lên la Hoàng Như Quỳnh, Nguyễn Huy. Đấy, Đỗ Vi đúng rồi em, tuyệt vời. Rất nhiều bạn đã làm chính xác câu 77. Câu này không khó em ơi. Nếu em không thích làm kiểu này thì em sẽ đặt cho thầy số mon các chất đây này, rồi chúng ta bảo toàn điện tích để lập hệ phương trình cũng được, nhưng mà nó hơi mất thời gian, đúng chưa? Bảo toàn e từ đầu đến cuối cho nó nhanh. Đấy là câu 77. Cố gắng em nhé. Sang thầy câu 78 này. Một câu siêu to khổng lồ. Đấy. Thì câu 78 xử lý thế nào? Chúng ta đọc đề bài đi. Hỗn hợp của chúng ta gồm có X là một ancol no ba chức. 99,99% ,99 là glycerol. Nếu em là thí sinh em cho luôn glycerol. Đúng không? Y là axit carboxylic không no mạch phân nhánh. Thì cả đời em đi học nếu mà axit không no mạch phân nhánh mà đơn chức ấy. Thì nó chính là acid metacrylic dự đoán được chất cũng được rất nhiều bạn làm nhiều dự đoán chất và giải được kết quả luôn không cần phải đi biện luận làm gì mất thời gian ZT là hai axit silic no đơn chức E là SE tạo bởi X Y Z T và X trời bài này giải thế thí nghiệm một đốt trái hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Y với E thu được CO2 với nước rồi thí nghiệm 2 cứ m gam hỗn hợp thì tác dụng vừa đủ với KOH OK chúng ta xét thầy thí nghiệm hai trước nào số mol KOH thì nó bằng 0,06 bây giờ chúng ta đặt cho thầy anh này là u anh này là v đi Nhớ nhé. Ở đây em sẽ thấy ngay là có hai liên kết pi, từ đó chúng ta sẽ suy luôn cho thầy là y là axit không no đơn chức có một nối đôi. Ở đây nó bảo là có hai liên kết pi, hai liên kết pi thì phải hiểu là một liên kết pi ở nhóm axit và một liên kết pi ở nối đôi. Đúng không? Đấy, thì u như vậy nhé. IE của chúng ta nó là este 3 chức tạo bởi ba axit này với x chắc chắn nó là glycerol rồi. Thế bây giờ chúng ta thấy ngay cao H của mình nó sẽ bằng U cộng 3V. Đấy là phương trình đầu tiên. Được chưa? Đấy là phương trình đầu tiên. Mình lập được phương trình rồi. Phương trình số 2 thì nếu mà em làm bài này á. Thì chúng ta có CO2 có nước. Thì chúng ta sẽ xét ra thầy chênh lệch số mol CO2 trừ đi số mol nước. Thì xử lý như thế nào? Thì em để ý nhé. CO2 của nó nó bằng A phần 44 này. Nước của mình là A trừ 6,8 phần 44. À phần 18. Đúng không? Đấy là CO2 trừ nước thì em để ý thầy là bằng k 1 lần hợp chất em để ý cho thầy là y của mình nó có k bằng 2 này e của chúng ta thì càng mấy bây giờ em phải tập trung này tôi có 3 nhóm co cùng cắm vào glycerol thầy nháp này thầy viết hơi bẩn nhé anh này có một nối đôi này đây là axit đầu tiên ca axit còn lại đều là axit no vậy tổng anh này nó có 4 linh kết pi đúng không một nối đôi và ba nhóm co này 4 linh kết pi vậy k 2 nó sẽ bằng 4 k 1 bằng 3 k của chất y bằng 2 và k của chất e thì bằng 4 Vậy thì tôi sẽ áp dụng là bằng K 1 nhân với N của hợp chất. Thay số luôn nhé. Thay số luôn này. Chúng ta sẽ có mối quan hệ ở đây đó là A phần 44 trừ A 6,8 phần 18. Thì nó bằng chất thứ nhất là K 1 nó chính là một lần U. Chất thứ hai K 1 là 3 lần V. Thì em lại bàng hoàng nhận ra nó bằng khoảng 6 luôn. Bằng 0,06. Vậy thì giải phương trình này em sẽ tìm ở ẩn A. Đúng chưa? Đấy, cái bài này nó giống cái đề Ninh Bình hôm qua Thầy chế lại thôi Chúng ta có A bằng bao nhiêu? A của chúng ta nó bằng 9,68 Đấy là thầy Hôm qua thầy có giải cái đề Ninh Bình rồi và Hôm nay thầy chế lại cái đề này này thầy bấm tương đối nhanh A bằng 9,68 Do đó chúng ta sẽ ghi lại nốt cho thầy là số mon CO2 bằng Ai chưa cày đề Ninh Bình thì cày lại nhé Số mon CO2 nó bằng A phần 44 Thì nó bằng 0,22 Và số mon nước thì em bấm cho thầy A trừ đi 6,8 chia 18 nó bằng 0,16. Đấy. Tôi tìm được CO2 về nước rồi. Thì ở đây em lại tính thêm thêm một cái nữa đó là M của hỗn hợp M ấy, thì nó bằng MC cộng MH và cộng MO. Đúng không? Hỗn hợp M của tôi nó có 3 thành phần là carbon, hydro, oxy nguyên tử. Bài này là bài điểm 10 thực sự nhé. Câu khó nhất đề luôn. Carbon này nó bằng 0,22 x 12 cộng hydro là 2 x 0,16 ô sinh nguyên tử thì cái nhóm CO là 0,06 thì ô sinh nguyên tử của mình sẽ gấp đôi lên là 0,06 x 2 x 16 xem nó bằng bao nhiêu nhé 0,22 x 12 tại sao tôi tính bởi vì bài này nó cho các thí nghiệm không cùng khối lượng nên tôi phải tính xem cái phần này nó là bao nhiêu gam thì nó bằng 4,88 gam đấy là thí nghiệm số 1 tôi tính được hỗn hợp này nặng 4,88 gam được chưa em ghi chép thầy bài này nhé Thế bây giờ tôi đã có khối lượng của thí của hỗn hợp trong thí nghiệm 1 với thí nghiệm 2 đều là 4,88 g. Nhưng đến thí nghiệm 3 lại dùng 19,52 g. Ta xét ở thầy thí nghiệm 3 thì ta có là 19,52 chia cho 4,88 thì cái này nhẩm mồm nó bằng 4 lần. 4 lần. Nên bây giờ để cho nó thống nhất cho dễ tính ấy thì chúng ta sẽ chia số liệu, chia số liệu ở thí nghiệm 3 cho 4. Đúng không? Để quy về cùng một số liệu nhé quy về cùng một số liệu tính cho là dễ đấy vậy thì chúng ta sẽ sửa lại cho thầy đề bài mới là đề bài mới bây giờ cái này nó sẽ thành 4,88 này cái này nó sẽ thành cái hỗn hợp mới của mình ở đây nó là CO2 khi đốt cháy nó sẽ là 0,16 chia 4 mà và cái hỗn hợp này tôi chia cho 4 nhé 21,36 chia cho 4 thì nó bằng bao nhiêu thì uh, 21,36 chia cho 4 thì nó sẽ bằng 5,34. Ok chưa? 5,34. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này. Quay trở lại. Chúng ta có cho thầy là cái hỗn hợp ở đây. À nó lại dùng bên trên nó dùng cao, bên dưới nó dùng NaH thì nó cũng như nhau, được chưa? Như nhau nhé. Đấy. Bây giờ em có thể ghi luôn thầy này cái KNA2CO3 bây giờ hoặc em có thể xét cho thầy cái 1/4, 1/4 thí nghiệm 3. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có ngay là 4,88 gam M này. Thủy phân trong môi trường kiềm thì tôi thu được gì? Tôi sẽ thu được ancol X và hỗn hợp muối. Nó hơi dài nên em cẩn thận nhé. Ancol X và hỗn hợp muối khan F. Muối F bây giờ lại đốt cháy. Thì tôi có CO2 là 0,16. Và tổng Na2CO3 với nước là 5,34. Na2CO3 và nước. Hai thằng này nó là 5,34. Đó. Thì chúng ta thấy ngay là bên thí nghiệm trên nó dùng cao H là 0,06 thì cái NaOH bên dưới này nó sẽ là 0,06. Nên cái anh này nó bằng 0,03. Em bấm thầy nước bao nhiêu nhé? Bấm thầy là 5,34 trừ đi 106 nhân 0,03 chia 18 luôn. Thì nước của mình ở đây nó bằng 0,12 mol. Được chưa? Đấy là những con số mà chúng ta tính ra được tính được cái gì thì cứ tính hết ra là sau đó chúng ta mới đi lý luận đi thử hay đi làm thế nào để ta làm tiếp rồi thế bây giờ thầy đã tính được nước nó là 0,12 mol để ý nhé nhưng mà muối F của chúng ta có muối gì thì chúng ta chú ý với thầy này trong cái hỗn hợp này muối F của mình có 3 muối muối thứ nhất đó là muối đầu tiên là cái muối Y muối Y của mình là có hai liên kết pi các muối còn lại là ZT đều là no đơn chức thì có một pi Đấy thì cái khác biệt của chúng ta ở đây là có 3 muối, trong đó có một muối có hai lipid pi và hai muối là no đơn chức là có một lipid pi. Vậy thì ta sẽ để riêng cho thầy là muối y là có em ghi thầy là muối của y. Tôi cứ gọi là muối của y nhé. Thì anh này là có hai lipid pi. Còn tôi có tiếp tục là muối của Z và T. Muối của Z và T là có một lipid pi. Tại sao thầy lại nói đến cái lipid pi? Bởi vì chúng ta đã có CO2 với nước thì lúc nào chúng ta cũng áp dụng được công thức giải nhanh. Đó là số mol CO2 trừ đi số mol nước thì nó bằng K trừ 1 lần số mol hợp chất. Vậy thì với muối của có 1 pi ấy, thì CO2 trừ nước bằng 0. 1 trừ 1 là 0 lần hợp chất. Còn anh này có 2 pi CO2 trừ nước thì bằng 1 lần của Y. Thì bằng 2 trừ 1 mà. 2 trừ 1 là 1 lần của Y. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu luôn? 16 trừ 12 nó là 0,04. Tôi đã tìm được số mol của Y. Nó là 0,04 rồi. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta phải để ý cho thầy một cái dữ kiện siêu quan trọng thế này này là tôi đang có hỗn hợp của hai chất một chất là y này một chất là izt cùng gắn với cái gì cùng gắn với cái glycerol đúng không đấy đây là hai chất của chúng ta đây là chất y và đây chính là chất chất gì nhé bài này cộng gần quá đây chất e nhé đây là chất e còn đây là chất y tôi có hỗn hợp hai chất này thì bây giờ chất này nó là một anh riêng này anh này là u này anh này là v thì tổng số mol của muối y nó sẽ là ở đây v và ở đây là u nữa nên là tôi có ngay phương trình là U cộng V thì sẽ bằng 0,04. Tổng số mol muối Y nó nằm một mình là U và nó nằm trong cái STE này là V nữa nên tổng lại nó sẽ là 0,04. Được chưa? Cái vừa rồi này thầy nháp nhé. Nháp nên viết hơi bẩn. Chúng ta có U cộng V 0,04. Và chúng ta còn có U cộng 3V là 0,06 Đây là phương trình số 2 Đây là phương trình số 1 Thì chúng ta chỉ cần giải hệ là chúng ta sẽ có U bằng Nhầm mồm đi U bằng 0,03 và V bằng 0,01. Được chưa? U 0,03, V 0,01. Đấy. Hiểu chưa nhỉ? Thầy nói lại này, hỗn hợp của chúng ta có hai chất, một chất là muối, một chất là y rồi nhé. Một chất là trong cái chất béo của mình, thầy xin lỗi trong cái 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 este của chúng ta cũng có một cái gốc y nữa. Nên tổng số mol của cái gốc y nó chính là U cộng V, đúng không? Và tôi vừa tính nó là 0,04. Đấy, nên tôi có hệ hai ẩn để tìm UV. Tìm UV để làm gì? thì để chúng ta giải cho thầy phương trình nghiệm nguyên bài này thầy khuyên chúng ta là đi giải phương trình nghiệm nguyên nhưng cái khó nhất của chúng ta là gọi công thức phân tử thì công thức phân tử của y y là axit không no có một nối đôi thì rất nổi tiếng là cnh2n 2 o 2 đúng không thì anh này của chúng ta nó là 0,03 nhưng mà công thức phân tử của STE thì nó là gì? Em để ý này, STE người ta là ST3 trước thì nó phải là O6. Bình thường nếu mà hợp chất no nó sẽ là CMH2MO2 đúng không? Bình thường là CMH2MO2 là no đơn chức đúng không? Nhưng anh này chúng ta là nó thêm cho thầy là 3 cái pi nữa. Đấy vậy thì ta phải trừ đi 6 O6. Đúng không? Đấy công thức phân tử của STE của chúng ta là CMH2M 6 O6. Nhé. Hoặc không em cứ dùng cho thầy Ancan. Ấy. Ancan là CMH2M cộng 2 này anh y chúng ta vừa nói là có 4 cái pi mà anh e thầy xin lỗi anh e vừa nãy chúng ta nói có 4 cái pi thì ta phải trừ đi 8 H thì nó còn CMH2O 6O6 là như vậy. Anh này của mình nó là 0,01 mà tổng khối lượng của hai anh này ấy nó bằng 4,88. Chúng ta sẽ lập cho thầy phương trình điện nguyên là 14N trừ đi 2 cộng với 32 nhân 0,03 cộng với 14M trừ đi bao nhiêu? 6 nhân 6 là 16 nhân 16 là 96. 96 trừ đi 6 còn cộng 90 nhân 0,01 đúng chưa? Đến đây thì chúng ta giải cho thầy phương trình nghiệm nguyên. À ở từ từ xây xây, xây xin lỗi như là có cho có CO2 đúng không? Có CO2 rồi, không không phải dùng cái 4,88 đâu. 4,88 cũng được đấy, nhưng mà ta nên dùng CO2 thì nó nhanh hơn này. CO2 mình nó bằng 0,03N cộng 0,01M và nó bằng 0,22 vừa viết bên trên. Viết bé quá không nhìn thấy. Nên tôi giải phương trình nghiệm nguyên là N3N cộng M thì bằng 22. Được chưa? 3n cộng m bằng 22 nhé Bây giờ xử lý nghiệm nguyên này kiểu gì thì chúng ta để ý này axit không no muốn tồn tại á, mạch nhánh á, ít nhất nó phải có 4 bon trở lên đúng không Vậy thì chúng ta phải ghi thời điều kiện bên cạnh đây là n phải lớn bằng 4 nhưng mà m phải lớn bằng bao nhiêu nào bây giờ chúng ta thấy nhé cái este của chúng ta là ST3 chức thì tôi phải có 3 cái nhóm CO này cùng cắm vào một ancol ba chức ít nhất là C3H5 đúng không Hai acid này là khác nhau, tôi có thể để thì cái thằng bé nhất là H, cái thằng này là CH3. Vậy thì số carbon ít nhất của cái STE nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và thêm 3 nữa, ít nhất phải lớn bằng 10. Đấy, vậy thì N lớn bằng 4 và M lớn bằng 10. Thì cái nghiệm nguyên duy nhất đây thỏa mãn là N bằng 4 và đúng M bằng 10 luôn. Đúng chưa? Kết thúc bài toán rồi. Từ đấy chúng ta sẽ suy si luôn anh thầy. Y là gì? Y là C3H5COH. Nó là C4H6O2 nhưng mà ta đổi luôn thành C3H5COH. Còn e của chúng ta nó sẽ là gì? Là C uh, 10 này, H2 x 10 x 6 là H14 và O6, đúng chưa? Anh này là 0.03, anh này là 0.01. Nó hỏi em là tính phần trăm khối lượng của chất Y trong M. Từ đây chúng ta sẽ có ngay là phần trăm khối lượng của chất Y. Tự bấm nhá. Tự bấm thì chúng ta sẽ có kết quả. Đấy, thì cái bài này chúng ta sẽ có kết quả nó là 52, à nó hỏi phần trăm của chất gì từ từ. Nó hỏi phần trăm chất gì? phần trăm của chất y đúng không? Em tự bấm thầy là 52,87%. Chúng ta sẽ chọn cho thầy đáp án của mình là đáp án D mới đúng. Có rất nhiều bạn là search trên Google có bài gần tương tự nó ra 49% nên các bạn bị lừa rồi. Nó phải là gần nhất là 53%. Kiểm tra lại thầy phần trăm đi. Câu 78 đáp án của mình D mới đúng nhá. Yeah. 78 đáp án D. Ấu cày okay chưa? Nào 78D. 79 79 thì cái bài này em nào học thấy lâu rồi có nhớ dích rắc không? Bạn nào có nhớ cái dạng o 6 này là dích rắc không? Đúng không? Đấy, trong đây thì chúng ta thấy ngay là cái phản ứng x số 2 thì vô tư sút thì x1 chính là c 3 co -E. Chúng ta nhớ thầy có một dạng o 6 là dạng dích rắc ấy Dạng dích rắc là thầy ghi là gì? ba nhóm CO này, thầy hay gọi là dạng dích rắc Cái dạng này nó gồm có một cái axit hai chức Gắn với chỗ này là một ancol đơn chức này Đấy chưa? Đằng sau chỗ này nó sẽ gắn với một cái ancol hai chức là R2 và đây là một cái gốc R3 vào đây chẳng hạn. Tôi gọi đây là R phẩy đi. R2 phẩy, đây là R phẩy. Dạng này là dạng nổi tiếng của O6. Nếu mà em thấy là thủy phân từ cái hợp chất O6 mà thành bốn chất như thế này thì chắc chắn nó là dạng dịch dạng. Thế giờ chúng ta cùng tính với thầy cái K là cái độ bất bão hòa của anh này nhé. K nó bằng mấy? 2 x 10 là 20, trừ đi 12 còn 8, cộng 2 chia 2, K bằng 5. K bằng 5 thì nó sẽ có 3 nhóm COO và 2 liên kết C nối đôi C. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta có thể tìm chất Y trước này. Chất Y của mình nó là gì đây này? Y nó sẽ là gì? Từ cái phản ứng số 4 ta có ngay Y là gì? Y chắc chắn sẽ có hai nhóm CO rồi. Đúng không? Bây giờ em có C ta ta tìm cái C6H6O4 đã. C6H6O4. Nó là gì đã? Là chúng ta vẽ thầy hai nhóm CO 3 đây nhé. Đúng không? Đến đây hết 6 hero rồi. Vậy thì nó còn hai carbon buộc phải để nối vào ở giữa. Đấy, từ đó chúng ta sẽ suy luôn cho thầy Y nó là C nối 3C nối hai cái nhóm COH. Y là chất này thì từ đó chúng ta sẽ có X2 nó sẽ là C nối 3C nối với CONA và nối CONA. Vậy thì chúng ta áp dụng một cái kiểu zigzag bên trên nhé. Đấy, áp dụng kiểu zigzag bên trên. Chúng ta sẽ thấy ngay là cái anh đầu tiên này chính là cái axit có nối 3. Ngồi lắp ghép vào thôi. Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta lại thấy ngay là mình đã có CH3CONA thì anh này là CH3 vào đây. Đúng chưa? Đến đây là hết đi cái pi rồi thì các gốc còn lại đều là gốc no. Đặc biệt nó bảo là em là X3 X4 có cùng số carbon. X3 X4 có cùng số carbon. Vậy thì anh này tổng là C10 tôi đang có 1 2 3 4 5 6 thì còn 4 carbon nữa thì tôi chia hai carbon vào đây. Và anh ở giữa tôi cũng để hai carbon là ethylene glycol. Đây chính là chất X. Đúng không? Đây là chất X. Vậy thì khi nó thủy phân tôi ghi nốt X3 nó sẽ là C2H5OH. X4 nó sẽ là C2H4OH2 lần. Đúng chưa? X1 là CH3CONA. Và X2 chính là cái hợp chất có nối 3 ở giữa. Đây chính là các chất của chúng ta. Đây là các chất sản phẩm. Đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta đi xem phát biểu nó đúng nhé. Đi xem phát biểu nó đúng. Thứ nhất nó bảo tên gọi của X1 là Natriacetat. Đúng. Cái thứ hai nó bảo em đó là phân tử khối của Y là 114 em nhầm có thể này là cái thằng y của mình nó có hai nhóm COH thì nó là 90 cộng thêm 24 thì đúng là 114 câu B cũng đúng câu C của chúng ta nó bảo em đó là x4 hòa tan được CUO hai lần x4 là gì x4 là ethylene glycol chắc chắn hòa tan được CUO hai lần đúng chưa đốt trả x2 được CO2 nữa 2 CO3 nước sai chúng ta nhớ là x2 của chúng ta không có hiro thì sẽ không có nước nên câu D sai Câu e để điều chế x4 tôi có thể cho etilen cộng với thuốc tím đúng rồi. Cái phương trình của chúng ta đó là etilen cộng KMnO4. Học rồi, chúng ta thậm chí còn nhớ cả hệ số là 3 2 4 3 2 thì anh này biến thành etilen glycol. Đúng chưa? Nên là bài này chốt lại câu e cũng đúng nhé. Yeah. Tiếp tục sang câu g, x3 có trong xăng sinh học e5, chính xác. Vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn cho thầy là 5 phát biểu đúng. 5 phát biểu đúng. Những bạn nào chọn c là thiên thần và những bạn đấy chính xác đã học thầy rất là chăm bạn nào mà để ý lại cho thầy những cái chuỗi series thầy có like ngoài pet tám câu lý thuyết liên tục ấy hoặc là mấy cái đề tổng ôn ấy thì chúng ta sẽ thấy cái hợp chất o 6 ta gặp cái kiểu rích rác này suốt rồi đúng không Câu 79 chín c có rất nhiều bạn trả lời đúng bạn nguyễn huy bảo bảnh bao đức thể bạn phạm quang huy đỗ vi ok các em tiếp tục sang câu 80 câu cuối cùng ấy chúng ta chữa nhanh nhé chữa trong khoảng năm bảy phút nữa để xong để cho các bạn có thể tham gia ca học của thầy Đỗ văn đức cũng được. Bây giờ chúng ta để ý này, nung nóng muối e ngậm nước của kim loại m đến khối của kim loại x đến khối lượng không đổi được 12,15 g chất rắn y và 32,4 g hỗn hợp khí z với hơi. Bây giờ chúng ta sẽ có z với hơi này cho vào NaOH nhé. Ở đây em bấm thầy NaOH nó sẽ bằng 0,3 mol. Cái chuyện bấm số mol em tự tự bấm thôi. Có bấm thì về cày ruộng. Thì chúng ta thấy ngay đó là NaOH này, anh này là 0,3. Tôi cho cái khí z vào đây thì tôi sẽ tạo ra được cái muối nhưng không biết muối gì thực ra là chúng ta đã học hóa quá nhiều ta biết thừa đây là nhiệt phân muối nitrat đúng không? vì cả đời ta đi học nó chỉ có nhiệt phân muối nitrat với nhiệt phân muối gì? carbonat nó ra được hỗn hợp khí nhưng bài này nó có cả khí với hơi thường nó có cả hơi nước mấy cái khí NO2 oxy đấy đúng không? nhưng mà thôi ta cứ gọi cái muối của ta tạo thành muối NaN lần gốc R nào đó gốc R và hóa trị N anh này là 0,3 thì anh này nó sẽ là 0,3 phần N bảo toàn natri đúng không? mà nó bảo em ở đây là chất tan duy nhất có nồng độ là 13,254% thì chúng ta có luôn cho thầy là m của chất tan thì nó sẽ bằng gì m dung dịch nhân c phần trăm dung dịch của chúng ta ta tính nhé dung dịch của chúng ta gồm có 32,4 gam khí với hơi cho 160 ta bấm 32,4 cộng 160 đấy là m dung dịch này nhân với 13,254% thì m chất tan nó bằng bao nhiêu bấm luôn 32,4 cộng 160 trừ nhân với chứ bằng nhân với 0,13254 thì anh này nó là 25,5 gam đúng chưa 25,5 gam thì đến đây tôi sẽ bấm được cho thầy là m lớn của hợp chất m lớn của cái muối đấy nó sẽ bằng 25,5 chia số mol là 0,3 phần n thì cho nhân điện tử thì nó sẽ bằng 23n cộng góc r em bấm cho thầy nhé chia 0,3 là 85n trừ đi 23 thì đúng là 62 r bằng 62 thì chắc chắn là muối nitrat rồi 62N thì đây là nhóm n 3 trừ. Đúng chưa? Đấy là bước 1. Bước 1 tôi tìm được cái muối này của mình. Nó là muối nitrat. Từ đó ta suy luôn cho thầy là E là muối nitrat ngậm nước. Đề bài nó nói luôn là ngậm nước mà. Đấy là bước 1. Tôi đã xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục cho thầy nhá Cái mấu chốt của chúng ta em nhớ thầy là khi nhiệt phân muối nitrat ấy. Thì hỗn hợp khí với hơi của chúng ta là có cái gì? nó có NO2 này, nó có oxy và nó có hơi nước. Chúng ta có thể ví dụ một cái nhé, ví dụ CuNO32 lần chẳng hạn, nhiệt phân nó thành CuO cộng NO2 cộng oxy. Cái này thầy đã nhìn luôn nhắc các bạn là NO2 luôn gấp 4 lần oxy, NO2 phải gấp 4 lần oxy. Được chưa? Cái này 1 phần 2 oxy này. NO2 gấp 4 lần oxy. Nếu mà nếu mà chúng ta sáng tạo, chúng ta nhớ cái đấy thì ta làm rất nhanh. NO2 của mình nó chính là bằng số mol NO3 trừ. Số mol NO3 trừ là 0,3. Bởi vì N nó bằng 1 thì số mol cái gốc NO3 trừ của mình nó sẽ là 0,3 phần 1 là 0,3 Đúng chưa? Anh này 0,3 thì oxy của chúng ta nó sẽ bằng 1 phần 4 của 0,3 Nó bằng 0,075 Bây giờ ta tính nước nhé 32,4 Trừ 0,3 x 6. nhân 46 à? NO2 là 46 đúng không? Trừ đi 0,075 x 32 Chia 18 Thì nước của mình nó bằng 0,9 mol Nước bằng 0,9 mol Rồi Đấy, Bây giờ chúng ta sẽ viết thành một cái phương trình nhiệt phận được. Muối của chúng ta nó là muối XNO3. Không biết bao nhiêu lần đúng không? Tôi gọi là X lần đi. Nhiệt phân thì chất rắn của chúng ta ở đây chắc chắn nó là oxit rồi. Đúng nhỉ? Đấy thì chúng ta sẽ ghi thầy là oxit của mình là X2O X cộng với NO2 cộng oxy. Nước thì ta để sau nhé. Nước ta để sau cũng được. Cân bằng phương trình 2 vào đây này. 2X và chỗ này là X phần 2. Nên ta luôn có mối quan hệ là NO2 gấp 4 lần oxy là như vậy. À, em có NO2 của chúng ta nó là 0,3 thì anh này của chúng ta là 0,3 nhân 1 chia 2x là 0,15 phần x mol do đó chúng ta sẽ bấm cho thầy được m lớn của cái chất rắn đấy bởi vì nung ở đây là nung đến khối lượng không đổi thì chất rắn của mình nó là oxit chúng ta sẽ bấm luôn thầy là 2x cộng 16x thì nó bằng 12,15 chia cho 0,15 phần x thầy nói các em là chúng ta vào phòng thi chúng ta phải sáng tạo nhé Uh, nếu mà thầy mà đi làm thầy cũng không sẽ thầy đi thi thầy sẽ không làm như thế này. Chẳng qua thầy chữa chúng ta thì mới chữa cẩn thận như thế chứ. Đi thi thì thử luôn cho nhanh. 81. 81x trừ đi 16 còn 65 chia 2 32,5 này, kém này. Từ đó ta suy thầy x nó bằng 32,5x nhỏ, do đó nó là kém. Đúng không? Bởi vì 32,5 thì trường hợp là hóa trị 2 thì x nó sẽ bằng 65. Anh này là kém. Thì bây giờ ta chốt luôn thầy thôi. Muối của chúng ta nó là muối gì? Vậy muối E nó sẽ là gì đây? ZNNO3 hai lần ngậm bao nhiêu nước? Tôi gọi là ngậm y nước đi. Đúng không? Đúng không? Em để ý cho thầy này là cái ZN này là bao nhiêu mol? Chúng ta có thể thay luôn cho thầy là x nó bằng 2 đúng không? x bằng 2. Thì em sẽ suy ngược cho thầy nhé. Cái chất này có nghĩa là số mol anh này nó sẽ bằng một nửa của số mol NO2. NO2 là 0.3 thì tôi bảo toàn nitơ thì anh này sẽ là 0.15. Mà nước nó bằng 0.9, từ đó chúng ta sẽ có ngay là 0.15y thì nó bằng 0.9. Vậy thì y nó bằng 6. Do đó chúng ta chốt lại e là ZnNO3 hai lần ngậm 9 nước. Đúng chưa? Ngậm 9 nước. Rồi. Đến đây dễ. Bây giờ đến câu hỏi là bước 3. Bước 3. Nó bảo em là nếu nhiệt phân E đến 210 độ C thu được chất rắn F có khối lượng giảm 18,18%. 18%. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử có 1 mol ZnNO3 2 lần ngậm 9 nước. Thì chúng ta ứng với bao nhiêu gam bấm luôn. 189 cộng 9 x 18. Thì nó là 351 gam. Thế bây giờ nó bảo nung đến 210 độ C thì khối lượng của chất của của cái hỗn hợp này giảm MC thầy là delta m giảm thì nó bằng bao nhiêu? Delta m giảm ta sẽ lấy 351 nhân 18,18% và chia cho 18 thì nó bằng bao nhiêu? À từ từ, thầy xin lỗi là đây là giảm thôi mà. 351 nhân 0,1818 thì nó đang là giảm mà. 63,8 g à. Đấy, em ghi thầy là 63,8 ghi luôn cho thầy là 63,8 g. Ờ, bấm cẩn thận thầy nhé Bấm lại cái phân tử khối này Zn3 này là 189 cộng 9 nhân 18 Thì nó là 351 nhân 0.1818 Thì nó là 63 .8118. Ghi hết đây 8118 gam Hay bao nhiêu mon này Chúng ta chia thầy với nước Bây giờ cái mấu chốt là 63 này 18 nó là bao nhiêu Ta chia cho thầy 18 đi Thì chúng ta sẽ thấy ngay Nó cỡ là Em ơi em bấm lại thầy xem là cái này đúng là ngậm mấy nước nhỉ? À, ngậm 6 nước chứ. Y 6 mà thầy ghi 9 chết thầy rồi, thầy bị hâm 6 nước. Sorry. Em ơi cái này là 6 nước. Rõ ràng thầy ghi y 6 đấy mà thầy ghi thành 9 nước. 66 em ơi. Chẳng qua thầy nhớ số 9 với thầy nhớ cái số này. Thầy nhìn cái số này Em ơi 6 nước. Đấy, trả thế mà nói hoài mãi. Bấm lại nhá. 189 cộng 6 x 18 thì nó là 297 g. Thế các bạn trả thì comment đợi thầy chữa xong ta có là 297 nhân 0,1818 đây một mình thì bằng, bằng 54 g 54 g thì hay là 3 mon nước hay là 3 mon nước đúng chưa đến đây là dễ rồi sau đây các em nhé, y bằng 6 mà thì nó phải ngậm 6 nước thầy ghi là ngậm 9 nước chẳng qua thầy nhìn cái số 9 phía trước này mắt thầy bị lag đấy ok vậy thì đến đây chúng ta sẽ suy luôn là thầy là chất rắn F là ZNNO3 hai lần lúc đầu nó là ngậm 6 nước nhưng mất đi 3 nước thì nó còn chỉ có ngậm của 3 nước thôi từ đó chúng ta sẽ bấm lại được phần trăm của oxy đúng không oxy trong đây nó là 3 x 2 là 6 cộng 3 là 9 ta bấm thầy là 9 x 18 chia cho mở ngoặc 189 cộng 3 x 18 thì phần trăm nó bằng 9 x 19 x 16 9 x 16 chia cho mở ngoặc 189 cộng 3 x 18 thì nó sẽ bằng 59,2 phần trăm Đán của mình đàn b rồi Úi rồi chữa xong cái đề này rồi các em nhá đấy là 9 giờ 5 phút chúng ta chữa đề này mất một tiếng đúng nha ok các em vậy là hôm nay thầy đã hoàn thành với chúng ta một cái đề tổng kiểm tra số 05 một đề rất dài rất hay rất khó được chưa đấy thì trước khi chia tay thì thầy nói lại đó là hiện nay thầy đang có một cái khóa mà có thể giúp cho chúng ta tiến bộ rất là nhanh đó là khóa gì nhỉ luyện 100 đề đúng không? Hay là thực chiến phòng thi. Cái khóa này các em đăng ký là 149.000 sẽ được luyện hơn 100 đề, có cả đề, cả lời giải, cả video giải chi tiết và đồng thời chúng ta sẽ được tặng khóa chinh phục lý thuyết trị giá 100.000 của thầy nữa thì tổng là chúng ta sẽ được hai khóa nhưng chỉ hết có 149.000. Em đăng ký ngay trong những ngày gần đây đi để chúng ta sau này chúng ta uh, cày được nhiều đề hơn và từ giờ lúc thi ta cày được nhiều đề hơn thì dĩ nhiên ta sẽ tiến bộ tốt hơn rồi. Ok các em nhé, hôm nay thầy trưởng ta đến đây thôi hẹn gặp lại các em trong các buổi tiếp theo bye bye